Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 12 tháng 5 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh chi phối các tỉnh thành Bắc Bộ suy yếu. Sáng sớm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, một vài nơi có mưa nhỏ, nên nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng từ 21 cho đến 25 độ, trời vẫn khá mát mẻ. Sau đó trời sẽ có nắng và nhiệt độ sẽ tăng nhanh tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, ở phía Đông Bắc Bộ, nắng đến muộn hơn, phải từ sau 10 giờ trời mới có nắng. Vì thế, nhiệt độ trưa chiều mai ở đây sẽ phổ biến ở mức là từ 30 cho đến 32 độ. Dạnh áp thấp có cường độ yếu dần, vì thế những cơn mưa ở Trung Bộ được dự báo sẽ suy giảm cả về diện và lượng. Cụ thể là tại các tỉnh thành Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh, trong sáng nay trời còn nhiều mây. Nhưng đến trưa chiều, mây giảm, trời có nắng gián đoạn. Vì thế, nhiệt độ ở khu vực này sẽ tăng lên mức từ 29 cho đến 32 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời phổ biến tạnh ráo, có nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ ở đây tăng nhanh lên mức từ 33 cho đến 35 độ. Đáng lưu ý là về chiều tối, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông ở mức rải rác, tập trung chính ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Xa hơn về phía Nam, ngày hôm nay, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Vì thế, chiều tối và đêm, mưa dông vẫn tiếp tục duy trì trên các tỉnh thành phía Nam. Trong đó, khu vực phía Bắc của Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có thể có mưa dông mạnh với những điểm mưa vừa, thậm chí là mưa to. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị cùng đến với thông tin thời tiết cụ thể tại một số đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nhiều mây, âm u, cùng với đó là trạng thái se lạnh, ngày hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ tạnh ráo hơn. Vào buổi sáng, trời còn nhiều mây, nhưng về gần trưa, mây sẽ giảm dần và trời chuyển nắng. Nhiệt độ trong ngày vì thế sẽ tăng từ mức 22 đến 24 độ trong buổi sáng, lên mức 30 đến 32 độ trong buổi trưa và chiều. Thời tiết tạnh ráo cùng một nền nhiệt độ vừa phải, chưa gây cảm giác nóng bức. Vì thế, các hoạt động vui chơi ngoài trời của người dân trong ngày Chủ nhật cuối tuần vẫn có thể diễn ra thuận lợi. Là một trong số các thành phố thuộc phía Bắc của miền Trung, nơi mà nhiều ngày qua phải hứng chịu những cơn mưa dông do giải thời tiết xấu vắt ngang qua khu vực. Tuy nhiên, ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố Vinh cũng như các khu vực khác thuộc Bắc Trung Bộ được dự báo sẽ ổn định hơn, là bởi rãnh mây dông không còn hoạt động mạnh nữa. Dự báo sau buổi sáng trời nhiều mây thì đến trưa chiều ở đây trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vì thế cũng tăng lên, nhưng mức độ vừa phải, chỉ khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Rãnh mây dông yếu đi, thời tiết tại thành phố Đà Nẵng trong ngày và đêm nay vì thế cũng chuyển tốt dần. Lúc này, những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã bắt đầu xuất hiện và sẽ còn duy trì cho đến chiều, với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ, một mức nhiệt tương đối dễ chịu cho người dân cũng như khách du lịch. Song có một điều đáng lưu ý là về chiều tối, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông. Vì thế, nếu có kế hoạch ngoài trời trong khoảng thời gian này, quý vị đừng quên mang theo các vật dụng che mưa cũng như là mũ hay là ô dù. Những cơn mưa dông được dự báo sẽ tiếp tục lặp lại tại thành phố Đà Lạt trong ngày hôm nay. Dự báo khoảng thời gian từ sáng cho đến trưa chiều, khu vực này vẫn duy trì trạng thái tạnh ráo và có nắng. Nhiệt độ cả ngày luôn duy trì ở ngưỡng mát mẻ với mức nhiệt dao động từ 24 cho đến 26 độ. Tuy nhiên, về chiều tối, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, khu vực này sẽ có mưa rào và dông mạnh. Và trong cơn dông có khả năng kèm theo dông lốc, gió giật nguy hiểm, cho nên người dân cần hết sức lưu ý. Một lưu ý nữa đó là thời tiết về đêm nhiệt độ khá thấp, chủ yếu chỉ ở mức từ 16 cho đến 18 độ, mang đến cảm giác khá rét. Vì thế, nếu có kế hoạch đi di chuyển đến đây, thì quý vị cũng đừng quên mang theo những chiếc áo ấm. Cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam, trong chiều tối và đêm nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng được dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, đó là thời tiết về chiều tối và đêm. Còn ban ngày trời vẫn có nắng, do vậy nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Về tối và đêm, thời tiết chuyển mát mẻ với mức nhiệt chỉ từ 26 cho đến 28 độ. Tại thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay cũng sẽ có mưa dông về chiều tối. Vì thế, các hoạt động giao thông ngoài trời của người dân ở đây cũng phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều, khu vực này phổ biến là tiết trời tạnh ráo, có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 30 cho đến 32 độ. Tranh thủ khoảng thời gian tạnh ráo này để dọn dẹp nhà cửa, hong phơi đồ dùng trong gia đình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui.